Trong thời gian qua, Kỳ Duyên đang là cái tên hot nhất trong làng nhan sắc Việt khi đăng quang Hoa hậu lần thứ 2 và trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2024 diễn ra ở Mexico. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, Hoa hậu Kỳ Duyên phủ nhận đã sửa mũi. Cô cho biết đây là lần đầu cô thanh minh về nhan sắc của mình vì từ trước đến nay, công chúng luôn nói rằng cô đã giao kéo ở phần mũi. Kỳ Duyên tự dùng tay đẩy vào mũi để minh chứng về việc mũi mình không hề can thiệp thẩm mỹ. Vì năm 18 tuổi, gương mặt của tôi còn baby, phúng phính nên nhìn mũi tôi không được cao. Nhưng nếu nhìn lại ảnh cấp 3 của tôi, mũi tôi rất cao khi chụp ở góc nghiêng. Còn nếu chụp thẳng, tất cả những cái nét hồi đó vẫn chưa phát triển hết, nên nhìn mũi tôi không quá cao. Giờ tôi trưởng thành, các nét trên gương mặt cũng được gom lại. Một phần do tôi tập cardio nữa nên đường viền hàm của tôi nhìn rất rõ. Đó là sự thay đổi rất lớn trong 10 năm mà mọi người rất khó để nhận ra. Kỳ Duyên bộc bạch. Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam chưa lâu, Kỳ Duyên có sự thay đổi ngoạn mục về mặt ngoại hình. Người đẹp quê Nam Định thừa nhận đã nâng cấp vòng 1 và team filler Botox để đẹp hơn. Tuy nhiên, Hoa hậu Kỳ Duyên vẫn chưa từng khẳng định mình nâng mũi. Nhiều người nhận định kể từ ngày team filler, gương mặt Hoa hậu Kỳ Duyên thanh tú hơn, các đường nét trở nên hài hòa và sắc sảo. Cô cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng nhờ vào vẻ đẹp căng tràn sức sống và tự nhiên. Hoa hậu Kỳ Duyên từng tiết lộ việc chọn lựa bác sĩ và quy trình team filler rất quan trọng bởi điều này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thẩm mỹ. Trái ngược với Hoa hậu Kỳ Duyên, vợ Quang Hải dù cùng sử dụng chung phương pháp team filler nhưng kết quả cuối cùng lại mang đến hai hình ảnh trái ngược hoàn toàn. Theo đó, vợ Quang Hải gây bất ngờ với hình ảnh đôi môi sưng phù do chất làm đầy filler tồn tại quá lâu. Điều này cũng dẫn đến môi nàng quá bị trề ra khi nhìn ngang, cô phải chườm đá liên tục để giảm sưng. Để khắc phục tình trạng này, vợ Quang Hải đã quyết định rút filler theo lời khuyên của chồng. Hiện môi của cô đã trở về trạng thái bình thường. Filler, hay còn gọi là chất làm đầy, là một hợp chất có khả năng làm tăng thể tích mô. Nó thường được sử dụng để làm đầy nếp nhăn, tăng kích thước môi hoặc chỉnh sửa các khuyết điểm nhỏ trên gương mặt. Mặc dù được đánh giá là phương pháp thẩm mỹ an toàn và nhanh chóng, việc tiêm filler vẫn đòi hỏi người sử dụng phải chọn lựa bác sĩ và cơ sở uy tín để tránh những biến chứng không mong muốn. Nhiều ý kiến cho rằng việc tiêm filler dẫn đến hai khác biệt lớn như trường hợp của Hoa hậu Kỳ Duyên và vợ Quang Hải có thể đến từ nhiều yếu tố. Thứ nhất là chất lượng của filler. Có rất nhiều loại filler khác nhau trên thị trường với mức giá và chất lượng chênh lệch đáng kể. Thế nên việc chọn lựa filler không đảm bảo chất lượng có thể dẫn đến các vấn đề như sưng tấy, biến dạng gương mặt hoặc thậm chí gây tổn hại vĩnh viễn. Thứ hai là tay nghề của bác sĩ thực hiện. Tiêm filler đòi hỏi bác sĩ phải có kỹ thuật tốt, hiểu rõ về cấu trúc gương mặt để đảm bảo filler được tiêm vào đúng vị trí và với liều lượng hợp lý. Thứ ba là cơ địa của mỗi người cũng ảnh hưởng đến kết quả sau khi tiêm filler. Mỗi cơ thể sẽ phản ứng khác nhau với các chất làm đầy, do đó dù cùng sử dụng một phương pháp nhưng kết quả có thể khác biệt hoàn toàn. Từ hai trường hợp của Hoa hậu Kỳ Duyên và vợ Quang Hải, có thể thấy rằng dù filler là phương pháp làm đẹp phổ biến, nhưng kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Chính vì thế, điều quan trọng là cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng và chọn đúng chuyên gia thẩm mỹ có uy tín để tránh những rủi ro không mong muốn.